nó vẫn đang nổ trong mồm chị luôn. Các bạn ơi, rất là thích ạ. Này các bạn ơi, bạn Suzy của chúng ta bắt đầu thích rồi em ạ. Siêu nhân bắt đầu thích nổ rồi, đúng không? Cái đấy nổ cái viên hồng mà không nổ em ạ. Viên hồng chỉ chua chua ngọt ngọt em ạ. Ừ đúng rồi, tiếng đẹp đẹp luôn nhỉ. Sáng rồi này. Đồ gì đây? Đồ gì đây? Wow. Kẹo gì đấy? Đây chính là kẹo lổ, còn đây chính là kẹo ngựa lưỡi. Wow, đây là kẹo lổ à? Ui, nó lổ búp búp này á. Wow, chị chưa ăn kẹo này bao giờ thật luôn. Còn lại còn có hộp kẹo nhụm lưỡi nữa này. Wow, cho viên kẹo này vào miệng nó sẽ đỏ như này. Đỏ như này luôn. Bây giờ mình sẽ có màu xanh nữa đấy. Hai màu à? Wow, hay nhỉ? Chị em thử đi. Ăn cái nào trước? Ăn cái này chứ. Thử nào. Ui, cái này vi rượu nhỉ. Cho nhẹ thôi, một viên à. Hai chị em thử thả vào. Sao nó lại có cái gì này nữa? À, đây rồi, chị đổ vào nhá. Chúng ta sẽ ăn thử nhá, xem có vị gì các em nhá. Chị sẽ ăn một viên này với một viên xanh này. Nó mới nổ em ạ. Đây, để ăn như này mới nổ. Nó chua chua ngọt ngọt. Xong nó cứ bếp 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 bếp. Sư thử ra, cả cái này nữa. Có cho đi. Cái cực gì luôn. Em ơi, nó nổ cứ bếp 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 bếp. Đúng như kiểu cảm giác ăn những cái viên pháo, cái pháo tiếp ngày xưa của mình ấy, nó cứ thấy không ra đi, thấy không, nổ rất lớn, sao không những này nó to này nó mới nổ nhiều. Đây chị còn nghe ấy. Đây thấy không cái kiểu này hay nhỉ, kiểu này hay chị đấm à. Nó vẫn đang nổ trong mồm chị luôn. Các bạn ơi, rất là thích ạ. Là các bạn ơi, bạn Suzy của chúng ta bắt đầu thích rồi em ạ. Siêu nhân bắt đầu thích nổ rồi, đúng không? Cái đấy nổ cái viên hồng mà không nổ em ạ. Viên hồng chỉ chua chua ngọt ngọt em ạ. Ừ đúng rồi, tiếng đẹp đẹp luôn nhỉ. Bạn Suzy thích à? Ừ, ok. Đúng không? Nhờ. Có thế thôi em. Bây giờ mình phải thử quái kia nữa chứ. Quái này chúc ăn tiếp. Ôi cái kẹo nổ này rất thú vị nha, ăn xong rồi cảm giác mình cứ tay gà ấy, ngon lắm. Và em vẫn đang nổ. Còn chị vẫn đang nổ. Ừ, đúng rồi, đấy. Nó cứ đập bẹp nhờ. Nhưng mà cũng ngon, kẹo này ngon lắm các em, chua ngọt ngọt đúng không? Bây giờ chị sẽ thử nhuộm lưỡi nha. Các em ơi, đây là hộp kẹo nhuộm lưỡi này. Ôi đấy, còn dư lỗ to thế. Đấy. Đấy, khi mà mình cho viên kẹo vào miệng mình sẽ có biến màu. Ở đây chị đang có những viên kẹo màu xanh. Và bên trong thì không biết nó còn có thành màu gì nữa. Để chị với bạn Suzy ra thử nhá. Nào, Suzy muốn thử luôn không? Hay chị thử thôi. Vẫn nổ toàn toàn tiếp chết. À, chưa có đâu. Hả? À, ăn nữa. Ơ, nghe rõ thật đấy. Bây giờ kệ, này, con thử cái này, ăn không? À, chị với bạn giờ Su sẽ nhuộm lưỡi nhá. Thật nhai. Nhai cái nổ thôi nhá. Ơ nhỉ? Xanh quá ạ. Chạy nữa đây nè, không màu đỏ chứ. Các em cùng nhìn chị với bạn Su xem nước có ai đỏ hơn nhá. 1, 2, 3. Các em thấy nước của chị đỏ hay nước của bạn Su đỏ? Chị đang xanh ạ. Đang xanh bình đỉnh. Ôi Su cho các bạn xem nào. Ê, của Su đỏ luôn. Hái thế nào. À, thiệt lưỡi. Wow, nơi bạn Su hỏng ơi là hỏng ơi. Còn chị không biết như nào mà chị không tự nhìn được mình. Đỏ với tím với xanh. Hả? Bởi vì xanh với đỏ cộng với nhau thành một tím mà. Ăn kiểu này hay nhỉ? Các bạn, hai loại kiểu này ăn rất thú vị với em ạ. Chị đã làm đổ, chị xin lỗi. Hai loại kiểu này ăn rất thú vị, kiểu này chua chua ngọt ngọt, kiểu này chua chua ngọt ngọt. Nhưng kiểu này ăn vào thì nó cứ nổ bê. Còn kẹo này ăn xong thì lưỡi của chúng ta sẽ bị biến màu theo màu của kẹo. Ban đầu là màu xanh, sau đấy nó sẽ thành màu đỏ các em ạ nhỉ. Bây giờ đi sang nhà. Không nghe kiểu đó đâu. Thế à, đi sang kia.
À, bây giờ sang nhà chị em của chị đi. Nào ơi, cho các em ăn cùng nhé. Tôi này chết đuối mất thôi. Báo cho chân chị đây. Rồi, vịt, 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 vịt. Đúng rồi, chân chị, vịt đây. Trời ơi, làm nào để cứu được vịt nó ra chết đuối rồi. Có ai không? Có ai cứu tôi với? Ủa, đây không có ai thành thơ nào cả. Chị bị rơi xuống đây sắp chết đuối rồi. Em đi tìm một chiếc cái cây nhanh lên. Để chị cứu. Nhanh. Trời ơi, con bạn chết đuối mất rồi. Bạn bị xinh xắn rồi. Ôi, chị ơi, đây ạ. Đâu em vớt đi, đâu chị đỡ. Có gì đó. Ôi, không vớt. Ôi, đất lại. Ôi. Để chị gần gần á. Trời ơi, bạn ấy sắp chết đuối rồi sao? Bạn ấy mệt rồi sao ấy? Bạn ấy ngã cả ra rồi. Ôi, em vớt từ từ thôi. Ô, tại rồi, để chị. Ôi, phải cẩn thận chứ. Bạn bịt nhỏ nhắn của chị này xua thấy xinh không? Xinh ạ. Đấy, thế mà bạn ấy rơi xuống nước này chị thương bạn ấy lắm ấy. Ôi, bạn bịt lên rồi. Lên rồi, có lên. Từ từ. Xin lỗi lên. Ôi, Su. Trời ơi, sao em lại đang rơi mất bạn bịt của chị rồi? Mãi mới vớt được lên em mẹ làm rơi rồi. Ôi, bịt ơi, bịt chịu khó nhá. Chị sẽ cứu em đây. Em không chết được đâu. Ôi, để chị cứu bạn bịt. Đây rồi. Bịt ơi, chị cứu bịt lên nhá. Su đỡ bạn bịt nhá. Ồ, may quá, hai chị em mình đã cứu. Không có em là hôm nay bạn Việt của chị bị chết đuối rồi đấy. Ôi, em Việt của chị bị chết đuối rồi. Ôi, bạn Việt của chị tí nữa thì bị chết đuối đấy. Chị, sao? Bạn Việt bơi dưới nước mà làm sao chết đuối được? Nhờ, Việt bơi dưới nước làm sao chết đuối được nhở? Thôi không sao cả, dù sao chị cũng cứu được bạn Việt của chị rồi. Sao mà bạn Việt của chị đẻ ra quả trứng này? Ý, không sao, mình không chết đuối nhưng mà mình đã cứu được một quả trứng nhỉ. Chị đã đẻ được quả trứng này, giờ chị mang về đây. Chị mama. Đúng là đồ ngốc. Việc lên dưới nước mà cũng sợ chết đuối. Không, em về. Vì bao dưới nước nhưng mà dù sao chị cũng cứu được quả trứng mà. Chị cũng đi về đây. Hôm nay mình sang nhà siêu nhân nha, Sushi xem mai rủ bạn ấy đi chơi thôi. Mà không, siêu nhân đi đâu ấy nhỉ? Bảo mình ngồi ở đây đợi mà. Kinh, siêu nhân ăn chơi thế, sắm hẳn máy ảnh à, kinh ghê. Thế mà không thì nói gì với mình là có quả máy ảnh mới. Tí phải đi ra tự sướng chụp ảnh mới được. Đúng rồi, siêu nhân là không có ở đây, mình tự sướng kiểu. Sao mấy anh kiểu gì vậy trời? Sao không có máy ảnh nhà mình nhỉ? Đây là máy ảnh đỡ chơi thôi. Thôi. Sao thế à? Không phải máy ảnh thật đấy em? Thế nó như thế nào? Đây, chị đứng ở đây. Thôi, em ơi, thêm mình ra kia chơi đi. Ui, trò này hay hết. Hóa ra đây chỉ là máy ảnh đồ chơi à? À, chúng mình ra đây chơi. Cái này hay thế. Nhiều thế. Máy ảnh hay nhỉ? Chị thấy á, cái gậy xà phòng thôi. Đây, còn có máy ảnh nữa. Ấn thử gì? Nhá. Ôi, chú xí sướng thế. Ô này đầu tiên chị được nhìn thấy có một cái máy ảnh như thế này. Ấn đây đúng không em? Đây, chơi. Nhiều nhờ. Thích không, thích chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa? Em chưa. Ui, em có cái phao đẹp thế. Hôm nay chị xem nào. Cái phao này đẹp thật đấy. Còn hút được xuống. Nhưng mà nhá, chị bảo nhá, học bơi thế này em không biết bơi được đâu. Không, em tập cái là em biết ngay. Thế em đã bơi được chưa? Thế em vừa tập xong là biết bơi rồi hả? Thế à? Chị có một cách này nhá, mà không cần tập bơi cũng biết bơi cơ. Cách nào? Nhớ cho một con, chị em muốn bắt một con chuồn chuồn cho nó cắn vừa rốn như này, biết bơi luôn. Thật đấy. Ngày xưa bé nhớ như em nhá, chị cũng cho cắm rốn đấy. Xong rồi chị biết bơi mà. Sao chứ còn nó, em bơi trên ruộng này á, em không biết bơi được đâu. Có chứ. Thế à, thế bao giờ em đi biển? Mẹ bảo hôm nay nhưng mà hôm nay em chưa biết bơi thế mà. À thế à, thế hay nả, em cho chị mượn vậy. Chị đi biển. Rồi chị đùa em ấy, bây giờ thôi, đừng có tập bơi nữa, đi theo chị. Ra bắt con chuồn chuồn, cắn vào rún quá là biết bơi luôn. Cái là rún hay gì? Ừ, em tin chị đi, chị có bao giờ lừa em không à? Đi. Cắn vào rún á? Ừ, cắn vào rún nó biết bơi luôn. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.